Chào bạn, chúng ta lại gặp lại nhau trong chương trình đó là công nghệ của Loai. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng làm một việc đó là đi so sánh tốc độ của ba cái ổ SSD. Đó các bạn nhìn này, KingMax, Fullhand và Letta. Chúng ta sẽ so sánh trên hai yếu tố. Đây là test bằng phần mềm nhé các bạn nhé. Trải nghiệm thực tế thì các bạn phải trải nghiệm test bằng phần mềm. Một đó là tốc độ đọc, có nghĩa là cái sự mượt mà hay cái sự nhanh khi nó load win và load phần mềm. Thứ hai là tốc độ ghi, có nghĩa là khi các bạn copy một cái gì đó vào cái ổ của các bạn. Tốc độ đọc liên quan trực tiếp đến sự trải nghiệm, còn tốc độ ghi thì liên quan đến lúc các bạn copy. Nhưng các bạn để ý này, với mọi SSD 120GB hoặc 60GB thì gần như các bạn sẽ không copy quá nhiều cái gì vào đó vào ổ C. Vì vậy chúng ta bận tâm rất nhiều đến đó là tốc độ đọc của từng ổ cứng. Và bây giờ chúng ta sẽ đi từng ổ một. Thứ nhất, các bạn nhìn này. Thứ nhất, đó là ổ Fullhand. Sản phẩm này được bảo hành 36 tháng 1 đổi 1. Thì các bạn thấy cái tốc độ đọc của nó đó là 585 megabit trên giây. Cái tốc độ ghi của nó khá thấp. Đây cũng là nhược điểm của cái này. Đó là 175 megabit trên giây. Đó là Fullhand. Sản phẩm 1 đổi 1 trong vòng 36 tháng. Thứ hai, chúng ta sẽ bàn đến cái tốc độ của ổ KingMax. Các bạn nhìn này, ổ KingMax thì nó đồng đều cả hai thứ giữa ghi và đọc. Tốc độ đọc là 555 megabit trên giây và tốc độ ghi là 476 megabit trên giây. Chúng ta bàn đến cái ổ thứ ba, đó là ổ Letta. Cái tốc độ đọc của nó là 526, thấp nhất trong 30 ổ, và cái tốc độ ghi là 360. Vậy chúng ta đã có cái so sánh và cái đánh giá của cả ba cái ổ cứng trên. Nếu load nhanh nhất thì là Fullhand, nếu đồng đều nhất đó là KingMax, và đứng giữa là anh Letta. Còn giá thành thì lần lượt đi theo thứ tự như sau: rẻ nhất, nhì và ba. Còn về bảo hành đều đổi một đổi một trong vòng 36 tháng. Vì vậy các bạn yên tâm trong quá trình sử dụng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Đây chỉ là video đánh giá trực quan nhất. Các bạn có thể làm được video nào đánh giá tốt hơn về video này thì các bạn vui lòng cho mình xin cái link, hoặc cho mình xin ý tưởng, mình sẽ làm cho các bạn. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn sức khỏe và thành công. Các bạn nhớ like, share và subscribe kênh YouTube của Loai và chia sẻ video này đến cộng đồng. Bye bye. Chào tạm biệt các bạn.